cảm thấy là mình có một chút năng khiếu gì đó, cái hài nó có cái gì nó hợp với Nga và cái bản chất của mình nữa. Mỗi lần mà bạn bè mà ngồi mà cứ túm tùm lại mà có Nga trong đó là tất cả những câu chuyện đều là do Nga chủ động kể, và cái câu chuyện nó rất là vui. Nga rất là yêu mến cái nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, đó là một cái thành phố biển Nha Trang, một cái thành phố rất là đẹp. Nga nghĩ cái nơi mà Nga sẽ trở về đó là quê của mình, Nha Trang. Mà lại bù đắp cho mẹ, bởi vì mẹ vẫn còn sức khỏe để nuôi con. Mẹ mong nhớ là mẹ vẫn còn sống mãi. Bác sĩ sẽ chữa bệnh cho mẹ.